hơi dung dài đúng không các em? Thôi, tại vì lâu rồi chúng ta không nói chuyện thế nên Thầy cũng phải buôn một tí. Thì các bạn ơi nhớ nhá, các bạn sẽ thấy là nói chung là do tôi cũng cứ thoát ẩn thoát hiện đấy, thế nên là cái lượng coi livestream nó không được ổn định lắm. Thế nên rất hy vọng các bạn có thể dành thời gian chia sẻ cái livestream và giới thiệu cái livestream này, chương trình livestream vào 9 giờ tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần của thầy đến cho các bạn bè của các bạn. Tại vì chúng ta rất nhanh đúng không, là chúng ta cũng sẽ chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là sẽ đi thi rồi, dã man quan ngàn luôn. Rồi, great. Nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển màn hình và bắt đầu. Đây, đây sẽ là cái tài liệu ngày hôm nay. Thì đây chính là tài liệu ngày hôm nay của các bạn. Thầy sẽ lấy bút các kiểu. Đây, thì như thầy có chia sẻ đó là, thì đây là cái bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Và tổng cộng thì nó sẽ có 20 câu thôi. Trong đấy thì nó có khoảng 5 câu là về từ vựng này, ngữ pháp này, đúng không? Xong lại 5 câu về sửa lỗi sai. Xong sau đấy 5 câu thì là ở cái dạng viết lại câu, viết lại. Và cuối cùng 5 câu thì phần bài đọc. Đó, thì tổng cộng là 20 câu. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cùng nhau nhé. Thì đây là một cái câu mà thầy có, câu đầu tiên này, thì thầy đã có đăng ở trên story của thầy. Và không ngờ rất nhiều bạn làm sai câu này. Và đúng là cái câu này ngay đầu tiên nó đã là câu phân loại rồi. Từ vựng, từ từ, sợ hãi quá. Đầu tiên, câu 21 này nhá, chúng ta sẽ có là, chứ rồi, nhìn có cân chưa ta? Rồi đúng không, tầm này cân hơn rồi. Đầu tiên là chúng ta có Jack always cast doubt. Tức là, ở đây các bạn sẽ có cụm khá là hay. Đó chúng ta có cái cụm là cast doubt cộng các mẫu giới từ đúng không? Something hoặc là somebody. Tức là chúng ta luôn luôn nghi ngờ. Chúng ta luôn luôn nghi ngờ này, luôn luôn hoài nghi về cái gì đấy. Đó. Thế thì ở đây trong trường hợp này rất nhiều bạn sẽ dùng cái giới từ about về chuyện gì đấy. Thế nhưng không phải các bé ơi. Ở đây đáp án đúng của chúng ta nó sẽ phải là, trường hợp nó phải là see, nó sẽ phải là on nhá. Rất thú vị. Và như hôm trước thì có một bạn học sinh của thầy thì bảo là ôi trời ơi, cái cụm này có trong sách giáo khoa thầy ạ. Mặc dù đúng là nó khó, thế nhưng cụm này có trong sách giáo khoa. Thế nên cẩn thận nhá. Rồi, thì đây là câu đầu tiên, câu 21. Câu số 2, câu 22. Mà câu về thì, nhưng mà cũng khá là đau đầu. So before saying goodbye, trước khi nói tạm biệt, we, đúng không? A warm party together, chúng ta sẽ có một cái bữa tiệc ấm cúng cùng nhau. Và probably in 3 days. Thế thì ở đây, tất nhiên thì cái này liên quan đến thì và kiểu trước khi tạm biệt đúng không, thì mình sẽ làm cái gì đấy, thì chúng ta đã mình mường tượng cái này nó sẽ phải liên quan đến cả tương lai. Tuy nhiên bây giờ tương lai thì có tận 3 cái, vậy thì dựa vào đâu để biết? Thế thì ở đây cái này thì như ngày trước thầy dạy các bạn lớp tổng ôn khá là kỹ, đấy là in cộng với cả khoảng thời gian này này, khoảng thời gian này nha, nó sẽ hiểu nghĩa là bao lâu này, bao lâu trong tương lai. Chú ý nhớ về cái này, thường hay dùng cho tương lai đơn. Tức là sao? Probably in 3 days, tức là trong 3 ngày tới ấy. Chính vì thế ở đây các bạn ơi, đúng rồi, chúng ta không phải chọn thì gì quá kinh khủng đâu, mà đây các bạn chỉ cần dùng thì là hiện ở tương lai đơn sẽ là will have nhá. Thì câu số 22. Câu 23 này thì là câu cho điểm. Câu này thì không khó gì cả. So Lancy offered to clean the kitchen. Thì đây các bạn có cái trường hợp đấy, người ta sẽ nói offer to do something. Tức là gọi là người ta đề nghị đúng không? Tức là Lancy thì có đề nghĩa là sẽ đấy, dọn kitchen, dọn nhà bếp. Thế Jack said he could do it. Jack thì bảo là mình có thể làm như nào đó. Thế thì ở đây đầu tiên cái vị trí này là chúng ta cần bổ nghĩa đúng không? Thì cái này đã cần phải cần trạng từ rồi. Trên đáp án đây sai. Rồi đây chúng ta sẽ chỉ còn A, B và C. Thì trời ơi đúng không? Học tiếng Anh đến bây giờ thì chả bao giờ có cái trường hợp nói là more will. Chả bao giờ có trường hợp này cả đúng không? Chắc chắn sai. Và như vậy ở đây đúng rồi. Cái này thực ra nhìn nhanh nhá. Cái này của chúng ta nó sẽ phải là A, better than her. Thì rõ ràng đây là dạng so sánh. Và so sánh thì chúng ta nên đấy, so sánh người này với người kia đúng không? Thì phải có her. Đó, xong nhá. Cái câu này thì không khó. Oh my god. This question is just super difficult. Câu này thực sự khó luôn. Câu này nhá, thầy đã phải hỏi một cái chú người Mỹ. Thầy kể cho các bạn cái câu chuyện này khá là cười.
Thế câu này bản thân thầy cũng rất là confused. Thế thầy đã phải hỏi một cái chú người Mỹ là cái câu này chọn gì. Thế xong chú ấy chọn rồi, xong chú bảo là trời tao cũng thấy đau đầu quá, thế tao còn phải consult my wife, tức là chú ấy lại còn phải hỏi thêm cả ý kiến vợ của chú ấy. Thì hai người mới dám chắc chắn để chọn câu này. Thế nếu mà các bạn chọn sai câu này, các bạn không phải sợ đâu, tại vì thậm chí người bản ngữ ấy, họ còn rất là confused. Thế thì ở đây tức là as a critical writer, như là một cái người viết rất là có cái tính đánh giá, đúng không, nhận xét, thì team sẽ thường sẽ viết những cái bài như nào đấy dành cho báo của anh ta. Thế bây giờ ở đây đầu tiên chúng ta có thể phân tích một chút, đấy là về mặt loại từ. Thì ở đây rõ ràng là vị trí này thì đứng trước bổ nghĩa cho một danh từ, đúng không? Thì mình sẽ chọn tính từ này hoặc một danh từ khác. Chúng ta có hai option nhá, có hai lựa chọn. Thế nên đáp án C này sẽ sai, really chắc là sai rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn A, B và C, đúng không? Thế thì có thể một số bạn sẽ như thế thì chúng ta sẽ chọn tính từ realistic. Thế nhưng realistic, cái này nó có nghĩa giống như cái từ practical. Cái này có nghĩa là mang tính thực tế. Mang tính thực tế. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là bài báo thì nó không phải là cái gì mang tính thực tế, có thể thực hành ấy, thì không phải, đúng không? Thế bây giờ chỉ còn A và D. Thì đây, đúng không? Đây, có hai cái kiểu luồng đáp án. Đấy là các bạn sẽ chọn realism hoặc là reality. Thế thì ở đây các bạn sẽ chọn là gì bây giờ? Đúng rồi, ở đây thì các bạn sẽ thấy ở đây rất là thú vị nhá, đó là đáp án đúng của chúng ta nó sẽ nên là A, nó sẽ là realism. Tức là những cái gì ấy, nó nào nhỉ? Tức là đầu tiên ở đây các bạn sẽ nên hiểu là cái đuôi ism này này. Cái đuôi này nó rất hay chủ về chủ nghĩa, đúng không? Cái này nó về chủ nghĩa. Thì realism tức là những cái chủ nghĩa thực tế có thật, tức là nó những cái gì đấy luôn luôn đúng và không bị sai ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn A. Còn reality thì đúng là cái này có nghĩa thực tế, nhưng các bạn sẽ hay dùng trong những từ trường hợp như reality TV series, những cái TV truyền hình thực tế này, hay là reality show, đúng không? Chúng ta có những cái cụm này. Thế ở đây thì đáp án đúng là A. Được chưa? Câu này đau đầu thật. Tiếp theo nhớ, một câu chốt hạ ở phần từ vựng ngữ pháp không hề đơn giản. So ở đây mình có sadness or disappointment is not good. Rõ ràng là cái buồn này, thất vọng thì nó là cái gì không tốt, đúng không? And everybody needs positivity for a happy life. Và tất cả mọi người đều cần cái sự tích cực trong cuộc sống để có thể sống hạnh phúc. Thế thì ở đây nó kiểm tra một chút về mặt loại từ. Thế thì đầu tiên mình nghĩ là chúng ta loại được đi, tại vì sadness với cả disappointment nó đều là không điểm được, đúng không? Thế nên không thể chọn many, cái này sai rồi. Tiếp theo đấy các bạn sẽ có a lot. Thì nó phải là a lot of, đúng không? Thì mới cộng với danh từ. Còn đây không thể cộng vào đây, đúng không? Không có từ nối, cái này sai. Thế bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần A và C. Thì ở đây thank god, tại vì đúng nhá, nếu mà về mặt ngữ pháp các bạn hoàn toàn thể nói là a great amount of something. Tức là cái từ great ở đây nó sẽ không hiểu nghĩa tuyệt vời nhá, cái này nó hiểu nghĩa là lớn. A great amount of, tức một cái số lượng lớn, cái gì đấy. Thế nhưng bình thường khi người ta dùng cái cụm này, tại vì bản thân cái từ great, đấy các bạn thấy hàm ý của nó là tuyệt vời, đúng không? Thế nên cái này là nó mang tính tích cực, được chưa? Còn ở đây thì nó rõ ràng cái hàm ý câu này phải là khi mình có quá nhiều, đúng không? Sự sadness hay disappointment, đó, đó. Thế thì ở đây, chúng ta sẽ nên chọn đáp án đúng ở đây, nó sẽ chính là C, nó sẽ là too much, nhá. Rồi, ở đây thì câu 2 năm ở đây các bạn sẽ cho thầy đáp án là C, được chưa? Tiếp theo câu 26 nhá. Câu 26 đây của các bạn thì nói chung là phần sửa lỗi sai này cũng là một cái phần phân loại thí sinh bản thân thầy thấy rất là ghê. Không hề đơn giản. Ở đây các bạn có một câu như này, đó là I bought a flower pot, đúng không? To decorate a living room. Tôi có mua một cái chậu hoa. Ở đây người ta dùng cái cụm từ cũng rất là hay này. Ở đây các bạn thấy, thôi mình không nên bôi vào. Sorry các bạn. Đây các bạn có cái cụm này, đó là cái cụm từ rất thực tế, đó là flower pot, là chậu hoa. Tức là mình có mua chậu hoa để trang trí phòng living room, tức là phòng khách, đúng không? Thế nhưng mà mẹ mình bảo chả đẹp gì cả. Thế thì ở đây trong trường hợp này thì có thể một số bạn nói chung là các bạn nhìn qua các bạn sẽ cảm giác rất là khó nhìn ra, đúng không? Thế nhưng ở đây, đúng rồi, nếu các bạn nhìn kỹ một chút ấy, thì nó có một trường hợp rất ngớ ngẩn, đó chính đáp án B. Tức là chúng ta mua cái này để trang trí phòng khách. Thế nhưng nếu các bạn nói là a living room, là một cái phòng khách, và thường trong trường này các bạn sẽ nói theo cái trường hợp nói rất là chung chung,
À thì nhà tôi có một cái phòng khách, một cái gì đấy đúng không? Thế nhưng ở đây chúng ta đang gọi là mang tính khá là cụ thể, tức là phòng khách là gì? Phòng khách của nhà tôi đúng không? Thế thì như vậy ở đây cái cách sửa của chúng ta đây phải biến cái này nó thành cái gì mang tính chất xác định. Nó không phải nhà khách kiểu living room của nhà hàng xóm hay là của nhà cộng đồng đúng không, mà là phải của nhà tôi. Thì ở đây hoặc là chúng ta sửa vào cái tính từ sở hữu này, hoặc là chúng ta để dùng đại từ sở hữu mang tính sorry. Mình có thể dùng chuyển the sang there đúng không? Thì nó cũng mang tính xác định. Đó, thì đấy câu 26. Câu 27. Yes, câu 27 cũng là một câu mà thầy bản thân thầy nghĩ nhá là nhiều bạn sẽ nghĩ sai ở đây. Ở đây chúng ta sẽ call Father Christmas, tức là được gọi là người cha của đêm Giáng sinh. In certain places thì Santa Claus chỉ ông già Noel thì được tin là đến từ Bắc Cực. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy, nếu mà nhìn qua các bạn sẽ nghĩ chắc là sẽ xảy ra bản D, tại vì ở đây cái từ North này đúng không, mà bổ nghĩa cho cái từ Pole thì nó phải chuyển sang tính từ, nó phải là Northern Pole. Thế nhưng không phải, cái này mà cũng cố định luôn các bạn ạ, hoàn toàn đúng nhá, cái này không hề sai. Và đúng rồi, may quá học sinh của tôi vẫn đã nhìn ra. Ở đây nó sẽ phải sai ở C. Thế thì ở đây C sai ở đây là cái lỗi sai khá là đặc trưng, đó là người ta có cái từ Santa Claus thì có S đúng không, thì sẽ khiến cho một số anh chị em là bị nhầm, đây là số nhiều. Thế nhưng các bạn ơi, đây là một cái tên cố định nha, Santa Claus, thì cái này là cái tên, đây là a name. Và như vậy thì đây chỉ là một cái tên thì không thể dùng or đúng không, mà nó phải chuyển sang là is, được chưa? Rồi, đấy câu số 27. Nói chung là thầy thì là một cái người khá là thích làm những cái gì đấy mang tính lừa lọc và khăng, gọi là nó hơi gắt một tí ấy. Thế nên thành ra thầy rất là thích cái đề này. 20 câu nhưng mà 20 câu phân loại. Rồi, tiếp theo câu số 28 nhá. Ở đây các bạn có một cái câu rất nhẹ nhàng thôi. The Johnson's garden is very big. Cái vườn của nhà Johnson's thì rất là lớn, và nhưng mà nó không được well cared, tức là không được chăm sóc một cách cẩn thận, đúng không? Thế thì ở đây nếu mà nhìn qua thì chắc là một số bạn sẽ nghĩ maybe là sai ở đây, tại vì có thể các bạn nghĩ là trông nó lạ lùng quá, chẳng liên quan. Thế nhưng các bạn ơi, trong tiếng Anh thì mình hoàn toàn có cách nói là well. Các bạn đi một cái dấu này cho thầy nhé, và có một cái phân từ hai, thì cái này có nghĩa là được làm, nói chung là một tính từ, bản thân cái cụm này nghĩa là tính từ và nghĩa là được làm như là nó rất là tốt. Ví dụ như là bây giờ mình nói là một cái căn phòng được trang trí đẹp, các bạn ấy nói là well decorated. Hay là bây giờ mình có một cái gì đấy làm tốt, các bạn cứ có thể gặp lại cái cụm là well made. Đó, thế nên cái trường hợp D này không hề sai. Đúng rồi, mà đây sai của chúng ta ngớ ngẩn đấy, nó là đáp án A. Thế thì cái này nó liên quan kiến thức một chút từ hồi cấp 2. Đó là trong tiếng Anh đúng không, đấy là khi chúng ta the Johnson, tức là bình thường cái tên Johnson, thế nhưng khi nó thêm S như này này và có the này này thì cái này nó hiểu nghĩa là gia đình nhà đúng không, gia đình nhà cộng cái họ người ta. Tại vì thường ở trong tiếng Anh đó là khi mà vợ kiểu một người phụ nữ mà lấy chồng ấy thì tên của bà ấy sẽ cộng thêm cái họ của nhà chồng, thế nên thành ra cả cái nhà đấy mang cùng một cái họ. Thế nên người ta hay nói là the Johnsons thì nói về cả một gia đình nhà đó đấy. Thế thì ở đây các bạn chú ý là trong trường hợp đúng không, nếu mà về sở hữu cách, những cái từ mà cứ gọi là trước sở hữu cách mà đã có chữ S này, dạng chữ S này, thì đằng sau này nó sẽ không có chữ S này nữa, nó sẽ bị bỏ đi, nó chỉ có đúng cái dấu này thôi. Thế ở đây sửa sẽ như nào? Phải bỏ cái S này đi. Chính xác, very good. Câu 29, yes, another brain wrecking, một cái câu đau đầu khác. Cái câu này cũng là cái câu mà khi mà nhìn qua thì thầy cũng khá là confused, hay thầy cũng phải hỏi cái chú người Mỹ kia. Thế xong rồi cả hai, sau hai cái câu chú ấy lại cũng phải bảo là chết rồi, để tao xem, tại vì câu này tao cũng quá là đau đầu. Thế thì đầu tiên đây này có một cái này, thầy nghĩ là bản thân thầy nghĩ nhá, có thể là cái người đánh đề nó đánh sai, đấy là trong đề gốc thì người ta dùng cái từ là her. Nếu nếu mà các bạn nào để ý thì as soon as we see Jack will give her the birthday gift cả, đúng không, thì tôi sẽ đưa. Thế nhưng rõ ràng là các bạn sẽ thấy, nếu mà người ta, bản thân thầy thì nếu mà người ta cho sai theo cái hướng, tại vì có thể một số bạn nhớ sẽ nghĩ là tại vì tên là Jack, tên con trai, và như thế thì ở đây sẽ phải sửa cái từ, ví dụ đề gốc người ta dùng cái từ her thì nó sai từ đấy. Thế nhưng bản thân thầy thì đấy, cái lỗi sai như thế nó rất là ngớ ngẩn và nó không hề xuất hiện trong những cái đề thi
của Bộ Giáo dục Truyền thống ấy. Thế nên cái này chắc chắn là thầy nghĩ là nó bị một cái lỗi sai về đánh máy thôi. Ở đây thì thầy đã tự sửa nó thành him. Thế thì ở đây các bạn sẽ có những vị trí sai là will này, him này, which này và have just sent. Thì ở đây nếu khi nhìn lại các bạn sẽ thấy đúng rồi. Cái này thì nó sẽ liên quan đến trường hợp về đại từ quan hệ, và cái này cũng phải học rất là kỹ thì các bạn mới nhận ra là sai ở C. Thế thì tại sao sai ở C? Các bạn sẽ thấy nhá, cái từ which này này trong tiếng Anh thì nó là các đại từ quan hệ, đại từ quan hệ không xác định, đúng không? Tức là cái danh từ phía trước này nếu mà dùng từ which thì nó những cái danh từ nó rất là cụ thể rồi và chúng ta không cần phải cho thêm thông tin. Thế nhưng ở đây rõ ràng nhá là các bạn có cái cụm là the birthday gift, thì chúng tôi sẽ đưa cho anh ta cái món quà sinh nhật. Thế bây giờ món quà sinh nhật đấy là cái gì, đúng không? Nếu mà không có vế đằng sau này của chúng ta thì cái món quà này của các em không thể xác định. Thế nên cái chỗ này của chúng ta nó cần một cái đại từ quan hệ xác định để giúp làm rõ cái từ này. Chính vì thế thì trong những trường hợp này chúng ta sẽ không dùng cái từ which, đúng không? Mà chúng ta phải chuyển sang từ là that, đúng không? Thì ở đây nhá, đáp án sai của chúng ta là C. Câu 30 là cái câu mà thầy rất là tự tin là các bạn tham gia lớp tổng ôn ngày trước với cả các bạn lớp luyện đề chuyên sâu cùng thầy bây giờ sẽ làm được. Tại vì câu này thầy nhắc về cấu trúc này cực kỳ nhiều. So, 2 months ago, đúng không? Tony shared a story about his childhood. Tức là anh ta, Tony thì có share cái câu chuyện về tuổi thơ. Và cái điều đó thì đã cause a shock. Nó khiến cho gây ra một cái cú sốc cho, trên truyền thông. Thế thì ở đây nếu mà theo cái kiểu Vietnamese translation thì có thể các bạn sẽ nghĩ là à sẽ sai D, đúng không? Trời ơi, trên truyền thông theo đúng cái kiểu cách dịch người Việt mình thì nó sẽ phải là nói là on the media, đúng không? Thế nhưng no, các bạn hoàn toàn thể nói là in the media, cái này không hề sai. Thế nên yes. Vậy thì ở đây sẽ sai ở đâu? Cái này nó sẽ sai ở trường hợp là đáp án C, đúng không? Cái này nó sẽ sai ở trường mình phải consistent, đúng không các em? Trời ơi, đang dùng cái màu này cho những đáp án sai thì ở đây C là đáp án sai. Tại vì sao? Cái này nhá cũng là cái cấu trúc mà thầy nghĩ là các bạn nên ghi vào trong đầu. Tức là các bạn có một mệnh đề, các bạn có một dấu phẩy, xong các bạn sẽ nên chọn cái đại từ quan hệ là which, đúng không? Cộng với cả verb chia số ít, rồi cộng tân ngữ. Tức là cái từ which này nó sẽ bổ nghĩa cho cả mệnh đề phía trước. Cái việc anh ta chia sẻ câu chuyện này, đúng không, thì đã gây sốc. Thì như vậy đây nó sẽ sai ở C, và chúng ta phải chuyển thành cái từ which. Thậm chí nếu các bạn không biết là chuyển thành which, các bạn phải nhìn ra là ở đây, à trời ơi có một dấu phẩy, thì không thể chọn từ that nhá. Đó, thì đấy là phần sửa lỗi sai, tại mình thấy rất là hay. Bây giờ thì chúng ta chuyển sang cái trường hợp viết lại câu. Viết lại câu họ không hề cho một câu nào kiểu cho điểm luôn ấy. Nó đều là những câu mà cần phải dùng não rất là nhiều. Ở đây câu 31 nhá, là Mary said, Mary bảo là I've just got a new job, tớ mới có việc mới, so I can't ask for a day off this week. Thì tức là rõ ràng cô mới đi làm thì làm sao mà tự nhiên à cho em xin nghỉ tuần này được. Nghe rất là kỳ, đúng không? Thế nên ở đây thì cái hàm ý nó đơn giản là thế. Tại vì mới đi làm, đúng không, thì không thể xin nghỉ. Thế thì ở đây ngoài ra từ cái câu này thì cũng có một cái gọi là cái cấu trúc cho các bạn phải lưu ý. Đó là chúng ta có thể ask for a day off, tức là chúng ta xin nghỉ một ngày. Xin nghỉ một ngày ở trong tiếng Anh. Và như vậy thì khi các bạn nhìn kỹ rồi thì các bạn sẽ nhận ra là ở đây chúng ta sẽ có chọn rất là nhanh thôi. Cái này nếu mà các bạn đọc kỹ cái hàm ý thì các bạn sẽ thấy nó chính là đáp án D. Tức là mình không thể xin nghỉ. Tại vì sao? Tại vì mình vừa mới có việc làm. Vừa mới có một việc mới. Còn ở đây các bạn sẽ thấy những trường hợp khác thì rất buồn cười, bị lệch. Cô ấy kể về công việc mới, thành ra tôi không thể này, tôi không thể nghỉ này, là sai rồi, đúng không? Cô ấy nói rằng khi cô ấy có việc mới thì cô ấy sẽ không được phép nghỉ một tuần, đúng không? Take a day off a week thì cái này cũng bị sai này. Cô ấy rất là vui là cô ấy có việc, thế nhưng cô ấy nói rằng cô ấy không thể nghỉ một ngày trong một tuần. Các bạn phải chú ý là cái cụm này nhá. Cái cụm này nó sẽ hiểu hàm ý khác này. A day off a week tức là không thể nghỉ một ngày trong một tuần, tức là ngày phải làm từ thứ hai cho đến chủ nhật luôn ấy, và không có ngày nghỉ nhá. Thì như vậy cái nghĩa nó bị lệch rồi. Câu 32 đây của chúng ta thì mình có một câu như này. So not many people like Tim because he is not very polite.
không có nhiều người thích Tim tại vì sao anh ta không lịch sự. Thì ở đây các bạn chú ý là cái từ like ở đây có nghĩa là chúng ta thích, yêu mến ai đó. Thế thì ở đây đáp án A là Tim sẽ thích nhiều người hơn, thì cái này bị lệch đúng không? Chúng ta đang nói về Tim. Tiếp theo là đáp án C đi. Nếu mà Tim không lịch sự, các bạn nhớ đó, unless này, thì nhiều người sẽ không thích anh ta một chút nào cả. Trời ơi, nghe nó rất là chúc chắc đúng không? Cái này cũng sai. Nếu mà Tim đã lịch sự hơn, ở đây thì người ta dùng hàm ý là đúng này, lịch sự hơn thì sẽ nhiều người thích. Thế nhưng ở đây người ta dùng đến tận loại 3. Mà ở đây của chúng ta thì chúng ta đang nói về một cái điều gọi là ở hiện tại đơn đúng không? Thì nếu mà có nếu thì nó chỉ sang loại 2 thôi đúng không? Trái với hiện tại. Và như vậy thì ở đây chính xác đáp án sorry. Đáp án đúng ở đây của chúng ta là B. Đấy, đúng là có những người mà học cùng tôi lâu rồi thì bây giờ biết hết những cái trick, những cái như vậy, những cái tip, những cái mẹo của tôi. Đặng Phú Trọng chính xác các bạn ạ. Thường là với những cái câu này, nếu mà thầy tự nhiên skip cái câu ngay kế tiếp ấy, thì đấy câu là câu đúng rồi. Tại vì nếu mà tự nhiên bây giờ đang dịch những câu sai đúng không, thì làm sao tự nhiên là câu đúng luôn được. Câu 33. Thì Susan is interesting. Susan thì rất là thú vị. Thế nhưng mà hai chị gái của cô ấy thì even more interesting, tức là hai chị gái còn thú vị hơn đúng không? Thế thì ở đây là cái câu mà thầy thấy các đáp án cũng khá là hay. Thứ nhất đấy là chúng ta có đáp án A nhá, compared with. Thì ở đây các bạn có cái cụm này, chú ý cho thầy này, cái cụm này đấy là compared with, tức là được so sánh với đúng không? Với chị gái thì Susan là người thú vị nhất, sai đúng không? Kém thú vị hơn cơ mà, thế nên đáp án A sai. Tiếp theo đáp án C là Susan với cả hai chị gái thì là những cái người thú vị nhất trong cả nhóm tất cả. Thì ở đây cũng sai đúng không? Tại vì ở đây thì họ chỉ đang so sánh Susan này với hai cái người sisters đúng không? Chứ họ không hề so sánh với cả những người khác. Nên đáp án D là sai. Đáp án D là một trong số những chị gái của Susan thì thú vị hơn Susan. Thì cái câu này thực ra là đúng, nó không hề sai hoàn toàn. Tuy nhiên thì nó không thể thể hiện được cái hàm ý đó là chúng ta có hai người chị gái đúng không, cộng với cả Susan, thì ở đây nó không thể hiện được thông tin này nên vẫn bị sai. Và như vậy thì ở đây đáp án đúng của chúng ta nó sẽ đáp án B, chính xác rồi. Tức là nếu mà trong số ba người chị em đúng không, of the three sisters, thì Susan is the least, là cái người kém thú vị nhất đó nhá. Chính xác, các bạn vẫn hề dùng cái chiến thuật B như vừa rồi đúng không? Rồi, thì đây là câu số, sorry, để thầy nhắc lên một tí, câu số 33. Thế đây là câu 34 nhá, các bạn sẽ nhìn cho cái câu 34. Câu 34 là cái câu mà cũng khá là chúc chắc. The guest is singing a very sad song which upsets me. Cái người khách đúng không thì đang hát một cái ca khúc rất là buồn và nó khiến cho tôi buồn. Ở đây các bạn có cái cơ trường hợp là upset, hay là có thể dùng cái động từ khác là cái từ sadden, somebody, tức là khiến cho ai đó buồn bã. Thì ở đây which này nhá, nó sẽ bổ nghĩa cho cái từ song. Thế thì ở đây đầu tiên là tôi muốn upset the guest, là cái này sai rồi. PRD thầy cảnh ơi, là sao, là sao ta? Huyền Trang. Thế thì ở đây đầu tiên nhá, là cái chỗ ý này, tức là cái người buồn là tôi chứ không phải người ở cái ông guest kia đúng không? Thế nên đáp án nó sai. Tiếp theo là một bài hát rất buồn thì được hát bởi cái người guest, cái người mà muốn khiến cho tôi buồn. Trời ơi, cái này là bắt đầu kiểu như nào ta? Tức là chúng ta bị hoang tưởng ấy, chúng ta suy suy luận quá xa vời đúng không? Tiếp theo là cái người guest mà buồn. Đó. Trong bài không hề nói cái ông guest buồn đúng không? Thế nên đáp án đúng ở đây của chúng ta thì rất là hay, đó chính là đáp án D. Ở đây của chúng ta đáp án D, cái này. Tức là tôi bị buồn đúng không? Bởi một ca khúc rất là buồn. Currently sung by the guest. Tức là nó đang được cái ca khúc buồn hay thì đang được hát bởi cái người guest đó. Và câu số 4, 35 nhá, câu 35 ở đây của các bạn thì Peter must be very happy if I offer to accompany him by car. Thì ở đây tức là Peter rất là vui nếu mà mình đề nghị là sẽ
Thế thì ở đây đầu tiên có cái từ này thì nghĩ là cái từ mà các bạn nên để ý, đó chính là từ accompany somebody. Thì ở đây tức là tự nhiên cái từ này có từ company, đây cũng liên quan đến từ này nữa. Thì có thể nhiều bạn nghĩ là chớ sợ lại công ty đúng không, chả liên quan. Thế nhưng ở đây thì qua câu này nhá, các bạn nên nhớ biết thêm cái từ này, đó là accompany somebody. Thì này nó hiểu nghĩa là go with somebody, tức là chúng ta đi cùng ai, đi cùng này, hay là thác tùng này đó. Và như vậy thì rất là thú vị là cái từ company, danh từ này, ngoài cái nghĩa công ty, nó còn có nghĩa là cái sự đồng hành, sự đồng hành đi cùng ấy, cái sự đi cùng. Thế nên nếu mà những bạn nào mà từ vựng tốt thì các bạn có thể để ý đó là liên quan đến cái hàm ý này này, các bạn có một cái từ khác chính là cái từ companion. Companion, không biết các bạn để biết từ này không, nó là có nghĩa là người đồng hành đúng không, đây là người đồng hành đó. Nó đều có một cái gọi là cái sự liên kết, một cái link với nhau đúng không? Thế thì như vậy ở đây chúng ta sẽ chú ý cho thầy đầu tiên là trong cái câu gốc nhá, người ta dùng cái từ là peer must be very, tức là anh ta chắc hẳn rất là đúng không? Chính vì thế dựa vào cái đấy thôi thì các bạn đã loại được cho thầy cái trường hợp này này. I think Peter will properly, cái này là sai rồi. Tại vì properly có lẽ là thì nó mới là cái những cái gì dự đoán khá là nhẹ nhàng, không dám quá chắc chắn, nhưng người ta dùng cái từ must đúng không? Mà sai. Tiếp theo đó là bên là I must offer, có từ must nhá. Tôi phải đề nghị là đi cùng Peter để mà anh ta sẽ thấy vui. Thế nhưng ở đây thì các bạn sẽ thấy là mình cái này nó sẽ cảm giác như một cái obligation, tức là một cái trách nhiệm rồi. Nó biến thành cái câu này nó hiểu nghĩa giống như một cái trách nhiệm, mình phải làm cái gì đấy thì đúng không? Tuy nhiên đấy người ta chỉ đang nói về cái dự đoán người ta thôi, nên là bên này cũng sai. Tiếp theo là D nhá, là it is possible that, cái này cũng tương tự này, nó có khả năng là đúng không, hay là it is likely that, thì các bạn sẽ thấy là cái này cũng không thể được cái sự chắc chắn. Và qua đó dần dần thì chúng ta sẽ thấy là ở đây cái đáp án đúng của chúng ta nó phải là trường hợp C. Tại vì các bạn sẽ có cái cụm là I'm certain that, đúng không? Chúng ta có cái từ certain, nó rất hay chỉ về cái sự chắc chắn. Trong giao tiếp thì mình rất hay nói là certainly, chắc chắn rồi. Đó, được chưa? Thì như vậy câu 3 năm nhá, đáp án đúng là C. Ta-da! Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng là cái phần bài đọc. Bài đọc ở đây nhá, thì chúng ta nói qua tổng qua một chút. Tại vì cái bài này thì rất là nhỏ gọn, nhưng đó, vẫn nhỏ nhưng mà có võ. Cái bài này thì chủ đề của nó các bạn sẽ thấy, đọc kỹ các bạn sẽ thấy là nó nói rất nhiều về organic food, chính là những cái đồ hữu cơ, thực phẩm hữu cơ. Thế thì ở đây các bạn sẽ, mình có thể phân tích các đoạn nhé. Đoạn đầu tiên này thì người ta sẽ nói một chút về một cái general information, một cái thông tin chung này. Thế xong sau đấy thì người ta có chỉ ra về cái difference, họ có nói về cái difference between organic với cả những cái gì đó non-organic, những cái gì không hữu cơ. Thì đây người ta nói về cái điểm khác biệt nhá. Thế xong sau đấy thì họ có giải thích, bắt đầu họ giải thích về cái theo thì hiểu đây thì nó chính là về cái production, rồi cái demand, tức là cái việc sản xuất này, cái nhu cầu này, đúng không? Xong sau đấy này, đến các bạn này, những bạn nào đã làm rồi thì các bạn nhận ra là bài này nó sẽ, cái đoạn này thì nó sẽ nói một chút về những cái concern, là những cái lo lắng xung quanh liên quan đến organic food. Liệu ví dụ như là nó có phải nutritious, nó có phải là nó nhiều chất dinh dưỡng hơn hay không, hay nó có healthy hơn hay không. Đó, thì nó là cái đoạn này, được chưa? Xong sau đấy, đến cái đoạn cuối, đoạn cuối ở đây của các bạn, cái đoạn này thì họ sẽ nói về cái gọi là cái quyết định của cái người tiêu dùng, consumer's decision, quyết định của người tiêu dùng, liệu rằng là nó có tức là liệu có đáng bỏ nhiều tiền hơn hay không, là cái câu hỏi người ta đặt ra. Tại vì nếu các bạn có thử ăn đồ hữu cơ, rau hữu cơ, rau sạch, các bạn sẽ thấy nó đắt hơn rất là nhiều so với cả gọi là những cái rau sản xuất bình thường. Thế thì bản thân này nhá, sau khi thầy đọc qua một lượt như thế thì thầy thấy là họ nói tập trung nó về organic food đúng không? Thế nhưng họ có cung cấp cho mình về cái origin này, nguồn gốc này, sản xuất này, production này. Xong họ có nói cho mình về
cái gọi là mối quan hệ giữa demand và supply, cung cầu này đúng không? Rồi những cái vấn đề liên quan. Thế như vậy ở đây nó sẽ vượt qua bản thân Thành nghĩ nhá, là đầu tiên khi đọc thì có thể rất nhiều bạn sẽ à vậy thì ở đây chắc là đáp án A, so sánh giữa organic với cả non-organic. Thì rõ ràng cái này nó chỉ là một phần thôi, nó chỉ là một phần của cái thông tin bài này, thế nên cái này theo thầy không phải. Và cũng tương tự, nó không hoàn toàn chỉ nói về nutritious values, giá trị dinh dưỡng, nó cũng là một phần thôi. Và rồi origin, rồi sự phát triển cũng tương tự. Chính vì vậy, bản thân thầy nghĩ thì đây là cái bài nói rất là tổng quan về organic food. Và như vậy thì ở đây đáp án thầy chọn nhé, nó sẽ là C, general information of organic food. Có một cái mà bạn phải chia sẻ thật, đấy là rõ ràng đề này thì bên trường họ không cung cấp cái official answers, họ không cung cấp cái đáp án chính thức. Thế những cái đáp án mà thầy chữa cùng các bạn nó là những cái mang tính, thực ra nó vẫn là những cái chủ quan của thầy thôi, tức là thầy làm, thầy quyết định như vậy. Còn thế nên có thể có bạn xem livestream của những giáo viên khác, không thầy ơi chọn thế kia cơ mà, thì thầy cũng không, thì thực sự là đó, tức là đó là cái lựa chọn của mỗi giáo viên thôi đúng không? Tại vì chúng ta không có cái official answers, có bản thân thầy thì tin nó phải là C nhá. Tiếp theo câu số 37 này cũng là câu khá là hay, là người ta hỏi là cái từ original ở đây sẽ gần nghĩa nhất với cái gì. Thế thì ở đây các bạn nên hiểu được cái từ gốc này. Original nó sẽ có nghĩa là bản chất là, đúng không? Bản chất là, hay nói cách khác là ban đầu là như nào đấy, ban đầu thì, tức là từ những cái ban đầu ấy, from the beginning, right? Thế thì như vậy ở đây với hàm ý đấy thì chúng ta sẽ chọn được là, sorry, nó sẽ phải là B, đúng rồi. Ở đây câu 37 này của các bạn nhé, nó sẽ phải là B, initially. Và cái này các bạn hoàn toàn để tra cứu lại và các bạn sẽ thấy cái từ sát nghĩa nhất với các original always sẽ initially, những cái gì đấy ban đầu tiên phong đúng không? Còn ở đây thì chúng ta có specially thì có nghĩa một cách đặc biệt này, positively là một cách tích cực này đúng không? Basically tức là một cách cơ bản nhá. Tiếp theo ở đây thì chúng ta có câu 38 này, người ta hỏi là cái từ eat này refer đến cái gì. Thế thì chúng ta nhìn lại nhanh một chút. Nhìn lại nhanh, cái này có thể nhìn lại nhanh được luôn. Đây thầy có highlight cho các bạn dễ nhìn. Đó là chúng ta có một cái câu như này. Theo thầy là chúng ta chỉ cần đọc câu này thì các bạn sẽ hiểu được. Đó là người ta hỏi là liệu rằng organic food, đồ ăn hữu cơ thì nó có nutritious, nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn hay không? Thì this is a part of the debate, nó vẫn là một cái phần trong cuộc tranh luận, tức là mọi người vẫn chưa thống nhất được. And a large number of farmers and consumers believe it is. Và có rất nhiều người nông dân rồi cái người tiêu dùng thì họ tin nó là như vậy. Thế thì bây giờ nó ở đây sẽ là gì? Và tại vì nó đi cả is thì ở đây nó hàm chỉ một cái gì mang tính gọi là tính từ ấy, nó là như thế nào đấy đúng không? Và nó là như thế nào đấy thì các bạn sẽ thấy là chỉ có thể đây chính là tính từ, thì cái từ này sẵn nhất rồi đúng không? Và như vậy thì chúng ta sẽ nhận ra nó đang nói về cái organic food nhá. Thế nên ở đây thì cái câu 38 ở đây của các bạn, câu 38 ở đây thì thầy sẽ chọn là đáp án A. Ở đây của chúng ta là đáp án A. Rồi. Tiếp theo cái câu 39 này. Câu 39 đây của chúng ta thì người ta hỏi là thế theo đoạn 4, cũng chính là cái đoạn vừa rồi, thì which one is true? Cái thông tin nào là thông tin đúng về organic food? Được chưa? Thế thì ở đây, cái này thầy sẽ chọn nhá, xong mình sẽ quay lại bài đọc. Cái này ở đây thì bản thân thầy thấy là đáp án đúng ở đây của chúng ta nó sẽ là D. Tức là mặc dù có thể rất nhiều người ca tụng khen ngợi đúng không? Thế nhưng it also causes worries for the healthcare experts. Tức là nó vẫn gây ra những cái lo lắng cho những người chuyên gia về chăm sóc sức khỏe. Chính là nó không hoàn hảo, it's not perfect. Thì ở đây các bạn thể nhìn lại cái câu này nó hoàn toàn có. Đó là tức là ở đây đúng không? Chúng ta nói là ok, rất nhiều người tin là nó sẽ nutritious này đúng không? Xong mọi người nghĩ là những cái chất hóa học mà nó sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe như cancer, cả allergies thì như nào đó. Thế nhưng ở đây các bạn có ý này nhá, đó là rất nhiều cái chuyên gia thì không đồng tình, tức là không hề đồng tình về cái việc nó hoàn toàn. Và ở đây nhá, chúng ta có ý đấy là
Cũng có rất là ít, tức là đây các bạn sẽ thấy là người ta dùng cái cụm là few studies, rất là ít những cái nghiên cứu thì nó chứng minh rằng đồ hữu cơ thì có thể ngăn chặn các vấn đề về sức khỏe, đúng không? Và chính vì thế thì các chuyên gia về sức khỏe này vẫn lo lắng về những cái bacteria, về những cái con cô vi trùng như là E. coli các kiểu. Thế tức là rõ ràng sao? Các nhà chăm sóc sức khỏe họ vẫn có những cái mối lo đối với cả thực phẩm hữu cơ. Chính vì thế thì oh my god, đáp án đúng ở đây của chúng ta là gì? Thấy chưa? Đúng rồi, vi khuẩn. Trời ơi, Đào Uyên đúng không? Em đã nhận ra cái sự sự thiếu thốn từ vựng của tôi rồi đúng không? Rồi và cuối cùng câu số 40, câu 40 này của các bạn. Theo đoạn 5 là chính là cái đoạn cuối của bài này. Theo đoạn 5 thì chúng ta có thể suy luận gì về những người dùng organic consumers, tức là những cái người sử dụng đồ hữu cơ? Thế thì ở đây, bản thân thầy khi mà thầy đọc kỹ lại cái bài này thì thầy nhận ra một cái thông tin rất là hay. Đó là theo thầy nó sẽ chính đáp án B. Tức là người ta không thấy phiền khi mà họ tiêu tiền để bảo vệ sức khỏe. Thế thì ở đây các bạn cũng phải nhìn lại chính cái đoạn đấy và nhận ra thông tin. Đó là ở đây nhá, chúng ta có cái phần đấy là nhiều người đúng không thì đồng tình rằng là đồ hữu cơ thì nó sẽ ăn ngon hơn. Nhưng mà liệu rằng ăn ngon hơn thì liệu có đáng đồng tiền hay không, đúng không? Liệu nó có worth extra money? Tất nhiên thì đấy là chỉ là một cái vấn đề về quan điểm thôi. Mỗi người có một quan điểm. Liệu rằng nó có healthier, nó có khỏe, nó có tốt cho sức khỏe hơn hay không thì vẫn cần phải nghiên cứu. Thế nhưng ở đây cái vấn đề nghiên cứu này thì không phải là những cái người consumers, đúng không? Mà có thể là những cái người researchers, những người nhà nghiên cứu hoặc những cái chuyên gia đó. Tuy nhiên đấy, cái câu chốt hạ này của chúng ta thể hiện được cái ý đấy này. Tuy nhiên thì đúng không, những người organic consumers họ vẫn cho rằng nó better to be safe, an toàn hơn là sorry, hơn là đáng tiếc. Tức là sao? Họ vẫn sẵn sàng bỏ tiền để cho nó an toàn, thay vì sau này nhỡ may có vấn đề gì xảy ra, đúng không, thì mình lại cảm thấy sorry, mình thấy tiếc gì đó. Chính vì thế thì thầy mới chọn đáp án là sorry, thầy mới chọn đáp án là B. Đó, rồi, và hết. Thì bản thân thầy là thầy rất là thích cái đề này, tại vì thầy thấy là 20 câu, đúng không, 20 câu. Thế nhưng mà nó có tính phân loại rất là cao. Và theo thầy nhá, đấy là ít nhất là chúng ta có mức 10, 10 trên 20 đi. Thì đấy là những cái mức mà thầy nghĩ là bây giờ các bạn ấy khoảng tầm 7.6 điểm. Còn những bạn nào khoảng 15 trên 20 này này thì các bạn ấy đang được ở mức khoảng tầm 8.6, khoảng không ta khoảng 8.4 thôi. Còn những bạn nào mà khoảng từ theo thầy là 18, 19 và 20 thì các bạn đang ở mức 9 cộng, khá là tốt rồi. Thì đây là những cái quan điểm cá nhân của thầy đối với cả 20 câu này. Thì đây là những cái mức điểm nhá. Nếu các bạn thử xem là các bạn đang ở mức là mới đọc 10 câu này, khoảng 15 câu hay là câu 18, 19, 20. Nếu mà 18, 19, 20 thì thực sự là các bạn đang rất là chắc kiến thức rồi và hoàn toàn đi thi, để thầy nghĩ là đi thi đầy chính thức hoàn toàn 9 cộng là không quá khó. Còn những cái bạn nào mà cái mức khoảng tầm 15 thôi ấy, 15, 16 ấy thì sẽ vẫn phải ôn tập khá là nhiều nếu mà các bạn muốn đạt mức 9 cộng nhá. Rồi, ok. Đây, tôi lại vẫn phải lấy một cái trống tại vì cái này nó bị yếu quá. Cảm ơn các bạn. Thì hy vọng là cái buổi học này nó sẽ hữu ích với các bạn. Và những bạn nào mà chưa có đề này thì có thể lấy theo cái link ở trong caption nhé. Và gì nữa? Yes. Những bạn nào mà thích phong cách chữa đề của thầy và muốn học cùng thầy nhiều hơn thì các bạn cũng để tham khảo cái thông tin về lớp luyện đề chuyên sâu của thầy để giúp chúng ta chinh phục trong 2 tháng cuối lên khoảng tầm 9 cộng. Thì thầy cũng để sẵn link ở trong caption. Và gì nữa ta? Các bạn nên tham gia cái group 2K3 quyết tâm 9 cộng tiếng Anh trường phổ thông nhé. Tại vì trong group đấy thì có rất nhiều bạn 2K3 và các bạn đấy thì đang có tinh thần học rất là máu, thì chúng ta phải gọi là boost cái tinh thần của nhau, thúc đẩy tinh thần của nhau học tập. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 9 giờ tối thứ tư. Từ 9 giờ tối thứ tư thì chúng ta sẽ học tiếp với nhau nhé. Bye bye các bạn.